Chào mọi người nha. Hôm nay rảnh rỗi cập nhật tình hình thực dược cho mọi người xem. Thì ở trước mặt của mình nè, đây là những cái chậu thực dược. Thực dược đây là thực dược màu tím phượng hoàng nha anh em. Nhiều năm trước mình gọi cái loại thực dược đây là tím lùng. Nhưng mà mình gọi theo cái tên của những anh em người ta họ đặt. Cho nên là bây giờ là mình không còn gọi là tím lùng nữa, mình gọi là tím phượng hoàng. Bởi vì sao? Bởi vì mình không hiểu là cái thằng nào mà nó đặt cái tên ác. Thấy bà nội luôn. Bởi vì sao? Cái loại đây nó cao khoảng cỡ 8 đến 90 phân mà quất cho nó có tên là lùng. Mình không hiểu lý do tại sao mà con người ta 8-90 phân mà quất cho tên là lùng là mình thấy nó vô lý. Cho nên mình đặt là tím phượng hoàng. Mà bởi vì sao nó có tên tím phượng hoàng? Bởi vì nó như thế này, khi mà cái cây thực dược này, cái bông nó mới nở ra đó, là cái cánh nó màu tím đỏ nha. Cái cánh nó màu tím đỏ, sau khi nó nở ra là cái cánh nó màu đỏ, chứ nó không còn màu tím nữa. Cho nên là mình luôn gọi là tím phượng hoàng. Phượng hoàng có nghĩa là màu đỏ đây anh em. Đó, đặt cho cái tên rất là kiêu sa. Cho nên là năm nay là mình không còn gọi nó là tím lùng nữa nha, mình gọi nó là tím phượng hoàng. Thì ở đây anh em xem này, đây là cái chậu 50. Cái chậu 50 đây người ta họ trồng là 7 cây. Anh em sẽ hỏi mình là tại vì sao ở đây người ta họ trồng 7 cây. Thứ nhất là cây tím phượng hoàng đây á, mấy năm trước á, mình đề nghị anh em bấm cơ cuối là 42-43 ngày. Tuy nhiên cái loại thực dược này nó là tổ âm. Mà nếu mà tổ âm á, mà bấm 42-43 ngày thì nó mới có hàm tiếu đó thôi. Thì nó sẽ không khoe được cái tổ âm, nó không khoe được cái cánh mỹ miều cho anh em chiêm ngưỡng. Cho nên là năm nay mình đề nghị anh em là bấm 47 ngày. Tại vì sao? Bấm 47 ngày có nghĩa là cái bông nó phải nở. Nó nở có nghĩa là khoảng trên 50% thì nó mới khoe được cái tổ âm. Mà nó khoe được tổ âm thì nó mới đẹp anh em. Do vậy mà anh em biết là năm nay là mình đề nghị anh em tất cả là đều bấm 47 ngày hết. Hiện tại hôm nay là ngày 23 tháng 10 rồi. Thì để nó nói chung là bấm vẫn là bấm 2 cơ. Có thể là ví dụ như đối với cái cây này anh em vẫn có thể bấm được 2 cơ. Bởi vì sao? Nếu anh em bấm 47 ngày thì từ hôm nay cho tới ngày 13 tháng 11, tại vì từ ngày 13 tháng 11 cho tới Tết là 47 ngày. Thì hôm nay là ngày 23 cho đến ngày 13 tháng 11 là còn 20 ngày nữa. Mà thực dược á, trung bình á, là 7 ngày 1 đô la. 7 ngày 1 đô la. Cho nên á, là hiện tại anh em thấy chưa bấm cơ đúng không? Đó, 47 ngày vẫn chưa bấm cơ. Trồng xuống được 4-5 đêm rồi. Cái ngọn nó phát ra anh em này. Đó. Thì anh em cứ nghĩ là bây giờ nếu giả sử bây giờ bấm cái ngọn thì khoảng cỡ từng nửa tháng sau là nó được mấy 2 đô lá rồi, gần được 2 đô lá. Đó, anh em xem này, hiện tại bên này nghe đây là những cái chậu mà chưa có trồng thực dược. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái món mà nó ngắn ngày, giả sử như cánh sen này, điều cam này, hoặc là sen ngoại nè, thì những cái món đó nó cơ cuối nó còn khoảng 35-36 thậm chí là 38 ngày thôi. Cho nên là chưa có trồng, từ trồng chứ không có gì phải vội. Và những cái mà bấm cơ sớm thì đã được trồng lâu rồi và bấm cơ mọc rồi, thì bây giờ mình sẽ qua đây mình view cho anh em xem để anh em có thể nắm được tình hình là trồng hoa thực dược. Có nhiều anh em hỏi mình là trồng hoa thực dược như thế nào, thế này thế kia, thì anh em phải theo dõi nhiều. Không có gì mà nó tự dưng mà anh em có thể nắm được hết các cái kỹ thuật. Cho nên là anh em phải kiểu giống như anh em phải theo dõi nhiều thì anh em sẽ hiểu được vấn đề, và anh em trải nghiệm thì anh em sẽ nhanh nắm được vấn đề hơn. Thì ở đây là anh em thấy là thực dược cổ đồng này. Thì thực dược cổ đồng này là bữa trước mình có quay cho anh em xem rồi, là cổ đồng đã bấm cơ một rồi nè. Ở đây người ta vẫn chưa bấm cơ hai. Năm nay mình khuyên anh em bấm khoảng cỡ 6-8 đến 70 ngày. Tuy nhiên ngày 23 này
người ta vẫn chưa bấm. Bởi vì sao? Bởi vì anh em thấy là chưa bấm mà nó đã lòi cái nhánh này, anh em thấy không? Cho nên là người ta sẽ bấm khoảng cỡ 6 ngày, 65 đến 66 ngày, bởi vì nó đã có sẵn rồi này. Đó, ví dụ như một cái mục đó mà nó chưa có nhánh đúng không? Thì khi mà bấm vậy là mất khoảng 2 đêm nó mới vọt cái nhánh như thế này ra. Thì ở đây nó vọt cái nhánh ra sẵn rồi. Thì ít bữa là người ta chỉ cần bấm ở đây một cái thôi, bấm một phát bột thôi, là chỉ cần trong một đêm tức tắc là nó đã vọt lên một đô lá. Một đô lá hơi quá nhưng mà nó vọt lên rất là nhanh nha anh em. Đó, là như vậy. Thì ở đây là anh em thấy là cổ đồng hiện tại là nó như thế này hết rồi. Những anh em mà mình cung cấp giống, anh em trồng, mình thấy có nhiều anh em trồng khá là phát triển, khá là đẹp luôn. Đó, thì nhân tiện mình giới thiệu luôn cho anh em cái màu tím mốc. Cái màu tím mốc đây. Đây là cái màu tím mốc cũng đã được bấm cơ mộc rồi nha anh em. Thì cái tím mốc mình đề nghị là bấm 70 ngày thôi. 68 đến 70 ngày, nhưng mà mình đề nghị là bấm 70 ngày. Ví dụ như một số anh em mà trồng bì rợp á, thì bấm thời gian là 70. Còn anh em mà trồng mà kiểu như ngoài bãi vậy nè, nó phơi nắng á, có nghĩa là nắng nhiều á, thì anh em bấm nó ngắn lại tí xíu. Ok anh em ha. Thì là như vậy. Ở đây là nhị tài nè anh em. anh em xem đi. Nhị tài coi như là, anh em lưu ý nha, mình nói nhanh cái vấn đề này tí xíu. Anh em trồng nhị tài á, nếu anh em bấm nhiều cơi á, thì cái bông nó lòi cái nhị ra, nhìn trông nó rất là xấu. Nhưng mà nếu anh em mà trồng nhị tài mà bấm một cơ mộc, cái bông như bông hồng, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái đó là sau nhiều năm kinh nghiệm, nhiều năm quan sát, thì mình thấy vấn đề là như vậy đó. Riêng đối với nhị tài, anh em bấm nhiều cơi, chắc chắn là cái bông nó ít lớp cánh, mà cái nhụy thì thôi, nó lòi ra nhìn bắt gớm á, thật sự luôn. Còn nếu anh em bấm một cơ thôi thì cái bông nó nhiều cánh mà nó dung đẹp lắm. Ở đây là trắng tím nha anh em, trắng tím. Trắng tím thì cơ cuối nó 54 đến 56 ngày. Thì cái đây là chỉ bấm một cơ thôi anh em. Bấm một cơ. Bây giờ anh em trồng thì bấm một cơ thôi. Ok anh em ha. Anh em à đây. Đây là vàng ký ninh nha mọi người, vàng ký ninh. Vàng ký ninh nó hay chết tôi lắm cho nên là cũng dở lắm. À thôi, anh em nào chưa đăng ký kênh mình thì nhớ đăng ký kênh nha. Có gì hay ho thì mình sẽ cập nhật cho anh em xem. Còn bây giờ mình kết thúc video nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha.